À, bữa nay tôi thèm bún mắm quá các bạn ơi. Giờ tôi đi kiếm quán bún mắm tôi ăn nha. Mà ở bên Cali này có một quán quán này là bán bún mắm, bán những món đồ ăn tương đối là rất là ngon. Mà khá nổi tiếng ở ngay Bosa nha các bạn. Đi theo tôi nha, ok. Giờ tôi tới cái quán tên là Hồng Mai. Cái quán Hồng Mai rất là nổi tiếng ở Bosa. Bán đồ ăn rất là ngon các bạn. Đó các bạn thấy không? À, bún vịt, sáo măng, bún riêu, cua tươi, bún mắm, thịt heo quay. Đó, tôi giờ tôi ăn món đó. À, bên đây trong đây quán đồ ăn rất là nhiều các bạn. Món ngon không bà nha. À, bánh cuốn á, mình cũng hay vô đây ăn bánh cuốn lắm. Bánh cuốn đặc biệt là ăn cũng khá ngon. Đầy đủ hết đó. Giá tiền nó cũng phải chăng thôi, ở đâu cũng vậy đó, bún chả Hà Nội thôi nè, thấy không? Bún thịt nướng. Bánh canh. Tôm cua thịt. Hủ tiếu gà, bún mọc, bún xua, bún ốc, bún riêu canh bún, bún mắm, bún vịt sáo măng, miếng gà, gà cháo gỏi gà, đủ thứ. Còn nữa nha. Chén giò heo. Cơm nè, đó có cơm luôn. Cơm gà nướng. Quý anh chị mà ở Bô Sa thì ai cũng biết được cái quán này rồi ha. Có gì ghé đây ăn. Mình bảo đảm ngon, không ngon lấy tiền. Quảng cáo giùm thôi nha, chứ không, không có được đồng bạc nào đâu nha. Ok. Giờ chờ bún mắm ra coi. Đó, đi trà đá nè. Để mình khoái cái ớt này nè, cay lắm nè. Rất là sạch sẽ các bạn. Đây có gì đây? Nước mắm, đường, tiêu. Ồ, lên giá hả? Tháng 5 2019 mỗi món ăn cộng 25 sen. Lên giá, lên giá. Này là 12 con giáp hả? À, đúng rồi, 12 con giáp. Heo đâu rồi ta? Ồ, rau bún mắm à. Bữa nay thiếu thiếu gì phải không? Thiếu bắp chuối, thiếu rau muống. Rồi, thiếu hai món đó. Bún mắm phải có bắp chuối nó mới ngon nè. Nhưng mà thiếu. Ở bên Việt Nam thì đợt mình về Việt Nam mình ăn bún mắm. Nó có bông súng nè. Rau đắng nè. Wow, rất là ngon. Quán này mở những cái video về khung cảnh Việt Nam đó các bạn. Coi cũng đỡ nhớ Việt Nam. Rồi. Có rồi. Muỗng đâu ta? Đây, có muỗng bên trong đây. Coi này có gì nha. Cá nè, tôm nè, thịt heo nè, heo quay nè, heo quay nè, thịt heo nè, miếng chà bá luôn. Cá. Thử miếng nước coi. Quá ngon luôn. Có ai thèm không ạ? Bây giờ mình chơi mình cho rau vô nha. Sorry các bạn nha, mình đang cầm một tay điện thoại cho nên mình sẽ bóc tay. Chơi vô. Đó, ăn
cái này ăn rau nhiều nó mới đã. À, chanh vô. Thì một phần như vậy luôn trà đá khoảng 10 đô hơn, 10 đô một chút. Nếu nó ăn món này, ngày mai tôi ăn món khác, tôi quay tiếp. Rồi tôi về Việt Nam tôi ăn cái bún mắm ở cái đường gì, Nguyễn Văn Đậu hay gì tôi quên rồi. À, Lê Quang Định, wow, ngon khủng khiếp. Mắc tiền lắm, hình như 70 ngàn một tô á, nhưng mà có cả ăn rất là ngon, đáng đồng tiền. Các bạn nó ghé Việt Nam, ai Việt Nam mà ăn cái đó. Thì bên Mỹ này mà có những tô bún mắm ăn như vậy là rất là vui rồi các bạn. Nhiều khi những kiểu ban ngoài đó, kiếm ăn mà không có đó, phải tự nấu. Ăn nữa thôi, có ai thèm không nha. ngon quá. Cho miếng nước mắm vô cho nó đậm đà. Ai không biết cái địa chỉ quán này á, cứ bấm lên Google, bấm chữ Hồng Mai là nó ra nha, có địa chỉ liền. Vô đây ăn. Cá nè, ăn thử miếng cá. Nó ngon. Đền thờ Đức Quảng Cơ được bao bọc bởi một ao sen rất lớn. Những bông sen họ còn rất mịn màng, tôi nói sương mai. Các bạn biết những cái tiểu bang ngoài không? Quán xá Việt Nam rất ít. Lâu lâu nhiều khi có chỗ bán hủ tiếu, à, cơm, bún thịt nướng. Nhưng mà tùy theo tiểu bang, có tiểu bang thì nó có người Việt Nam hoặc là người Trung Quốc á, thì có người Việt Nam thì còn có những cái món này, còn có phở. Chứ còn những tiểu bang mà ít người Việt Nam hầu như không có quán luôn, toàn quán của Mỹ không, là không có để ăn nữa, muốn ăn thèm là vô chợ mua về nấu, nấu xong rồi ăn vậy. Còn tôi ở đây á, cái gì cũng có, chỉ có tiền là không có thôi, chỉ gì cũng có. Nó rất là đậm đà. Thiếu rau đắng nè, thiếu rau đắng, bún mắm phải có rau đắng. Đã quá. Nha, tôi ăn hết luôn rồi, chứng tỏ nó ngon á, tôi mới ăn hết vậy. Những anh chị đi xuyên bang á, à, có qua Cali á, thì muốn ăn sáng ăn đồ mà có lý mà nhiều món của Việt Nam mình. Ghé Hồng Mai nha. Này mình ăn ngon thì mình quảng cáo giùm thôi chứ không có ai kêu mình hết trơn. Bánh cuốn cũng ngon, nhiều món ngon, bún măng vịt cũng ngon. Bữa nay trời nắng
nắng mà ăn nắng ấm á, đẹp lắm, đã lắm. Tôi ăn xong rồi, ngon lắm các bạn. Giờ đi đâu ta? Vô. Hello chị. Quen chị quen. Chắc gì vô chị ăn. Giờ đi về. Ăn tốn có 10 tí luôn, tiền tiếp có 13 đồng. Rẻ lắm nhưng mà ăn ngon bự, ăn no lắm, no luôn á. Hay ra bây giờ ăn no xong rồi giờ đi không nổi luôn á. Giờ sao ta? Uống cà phê nữa hả? Hay đi về thôi, đi về nhà đi, suy nghĩ coi làm cái gì tiếp theo cho các bạn coi. Ok. Bye bye. Bye nha.